Chào quý phụ huynh và các con học sinh ha. Bây giờ thầy Long làm tiếp cái video ôn thi cái phần LO test tiếp theo ha. Rồi thì bây giờ trong cái phần dashboard, sau khi các bạn đã mua tài khoản login vào rồi ha, mình vô dashboard nè, test new test ha. Tiếng Việt nha các bạn, nên chọn tiếng Việt ha. Rồi bây giờ mình vô cái phần là live in online đây ha. Rồi test 1 làm rồi, bây giờ test 2 nhé. Test 2 này đúng chưa? Và chúng ta chọn training mode nha. Rồi các con học sinh nhớ chịu khó chúng ta ôn bài kỹ ha, xem kỹ để mình thi cho tốt ha. Còn quý phụ huynh muốn mua bản quyền thì liên hệ với thầy Long, nhắn tin Zalo, thầy mua thầy làm sẵn cho rồi cho các con học sinh ôn luyện ở nhà để mình thi cho tốt nha. Làm quen cái cách làm bài thi luôn nhé. Rồi đi thi mình cũng có 30 câu tương tự như thế nha. Rồi câu số 1 nè. Tùy chọn nào dưới đây cho phép bạn truy cập và duyệt thông tin trên Internet ha. Rồi thì khi mình truy cập Internet thì mình cần có cái trình duyệt web, nó tên là Internet và browser đó, hay gọi tắt là browser thôi. Đấy, cái này là máy trạm rồi lưu trữ đám mây máy chủ đó, thì cái này là mình trong lớp mình học biết rồi nha. Rồi ở đây là phần mềm có bản quyền, cho nên là nếu mà các con đọc lên tụi con làm được cứ làm nhé, còn nếu như mình không chắc thì mình hãy nhấn vào cái biểu tượng bóng đèn là cái hướng dẫn cho mình làm, ok chưa? Đó, nó như vậy ha. Rồi ở đây là mình luyện tập thì nó có hướng dẫn, còn đi thi thì mình làm thôi, xong câu của mình tiếp làm tiếp thôi ha. Cuối cùng nó ra tổng điểm chứ nó không có cái bóng đèn ở đâu nha. Cho nên giờ mình phải học, phải ôn là vậy đó. Rồi câu số 2, tùy chọn nào dưới đây không phải là một nút được tìm thấy mặc định trên trình duyệt web. Rồi thì trên trình duyệt web nó hay có những nút như là back forward home đó, còn import là cái nút nhập vào, cho nên nó là sẽ không có nha. Rồi, câu số 3, điều gì xảy ra khi bạn thấy con trỏ chuột có hình dạng một đường thẳng đứng và các đường kẻ ngang trên và dưới? Thì khi mình thao tác trên máy tính mình phải để ý cái trạng thái của cái con trỏ chuột đó. Nó có những trạng thái như vậy, đúng không? Đấy. Rồi, mình đọc các đáp án này nè. Bạn có thể thấy nhấp chuột và di chuyển để xoay văn bản. Nhấp chuột con trỏ để chọn văn bản ha, văn bản mà con trỏ là một liên kết đó, mình loại trừ ra, đang tải trang ha, những cái nào mà đáp án không đúng mình loại trừ ra nha. Đây, con trỏ chuột có dạng một đường thẳng đứng ngang, có nghĩa là bạn có thể nhấp và di chuyển chuột để chọn văn bản, được chưa? Đó. Thì lúc mình thao tác với Word ha, hay là Internet cũng vậy, mình để ý những cái thao tác đó nha tụi con. Cái hình dáng con trỏ chuột á ha. Rồi, bạn muốn gửi bản sao một email cho nhiều người, bạn sẽ sử dụng trường nào để nhập địa chỉ? Nếu bạn không muốn họ nhìn thấy, không muốn là ẩn đi á, thì mình sẽ dùng cái trường là BCC ha. Rồi câu 5, bạn hãy cho biết thẻ nào trong Word mà bạn có thể tìm công cụ kiểm tra ngữ pháp và chính tả, đúng không? Rồi thì cái này là mình phải nhớ lại cái phần KA, đúng không? Đó. Thì ở trong Word á, con có thể mở lại ha, mở Word lên điểm ha, trong cái thẻ preference này nó có cái phần check building đó, ha. Thẻ review ha, thẻ review nó có cái phần là check building ha, để chúng ta kiểm tra chính tả nha. Rồi, bạn hãy cho biết điều nào sau đây là đúng khi nói về hăm dọa trên mạng ha, hăm dọa trực tuyến. Rồi, không gây hại, chỉ xảy ra trong giờ, rất khó đe dọa, loại bỏ hình ảnh hoặc nhắn tin quấy rối. Rồi đó, cái những hành động mà gây hại thì cái ha, đó, loại bỏ hình ảnh hoặc nhắn tin quấy rối này là những cái là hăm dọa trực tuyến nha. Rồi câu số 7, bạn hãy cho biết điều gì sau đây là đúng khi nói về mật khẩu. Rồi mình nhớ là những cái quy tắc mật khẩu mạnh đó nha. Đọc hết lên. Đây nó để vậy là chọn một đáp án thôi nha, ok ha. Rồi bạn hãy cho biết những thông tin cá nhân nào sau đây không nên chia sẻ trực tuyến, chọn 3. Những cái mà liên quan đến này thì chọn 3 đáp án là như tụi con, cái nào mà liên quan đến cá nhân, liên quan đến thông tin cá nhân là mình không nên nè, nên không nên chia sẻ, địa chỉ nhà này, ngày sinh nè, lịch trình của gia đình nè. Rồi đó, chúng ta nhớ như vậy nha.
Đó, thấy chưa? Bạn hãy cho biết toán tử tìm kiếm nào sau đây cho phép tìm kết quả chứa các từ tương tự nhau ha. Đó, theo cùng thứ tự những gì bạn muốn tìm kiếm ha, tương tự. Rồi, đây là một số phép toán nè, đây là dấu trừ nè ha, cái nháy nháy kép nè ha, cái này hashtag, còn ở đây là dấu sao, đúng chưa? Đó thì cái nào là tương tự, dấu nháy kép nè, tìm kiếm kết quả chứa các từ tương tự theo cùng một thứ tự như những gì bạn muốn tìm kiếm. Này có nhầm lẫn không đây? Rồi bây giờ cái dấu này á, là một dấu thôi nha. Đó, còn nếu hai dấu thì nó sẽ là tìm chính xác nha. Đó. Câu số 10. Theo bạn, trong trường hợp thực hiện tìm kiếm trên Internet thì truy vấn nghĩa là gì? Rồi, truy vấn có nghĩa là mình đưa ra cái yêu cầu ha, để cho máy nó phải tìm theo yêu cầu của mình đó mà. Một nhóm các từ mô tả chính xác những gì bạn muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm những cái cụ thể hơn. Rồi, rồi mình cứ đọc và mình tìm cái đúng nhất ha. Là một nhóm từ này mô tả chính xác những gì mà bạn muốn tìm kiếm ha. Đó, mô tả chính xác có nghĩa là cái từ mình muốn tìm cái gì đó mình đánh vô ha, để máy nó hiểu là tìm đúng cái đó thôi nha. Rồi, đây là cái trường hợp cái câu là kéo thả ghép hình nè ha. Hãy sắp xếp mỗi trình duyệt đúng với nhà sản xuất. À, kéo thả các trình duyệt vào hộp bên trái tương ứng. Rồi, đã trình duyệt là của ai đó mà. Rồi, như vậy chúng ta thấy là với nhà sản xuất đúng không? Rồi thì bây giờ mình ở đây nó có cái biểu tượng thì mình phải kéo vào đây, đúng không? Thì Google Chrome nè, Chrome là của Google, đúng không? Rồi Apple thì của Safari thì của Apple, đúng không? Đấy, Microsoft thì nó có Internet Explorer. Đó, rồi Firefox thì nó của Mozilla. Rồi, cái này tụi con nên chụp hình lại cho nhớ nha. Đó. Rồi, bạn hãy cho biết nút nào trên trình duyệt cho phép bạn quay lại trang đã duyệt trước đó, quay lại ha. Rồi, nhớ lại nè, đó. Favorite nè, nút back nè, nút home nè, biểu tượng đó ha, nút dừng nè, dừng tải trang đó ha. Rồi quay lại là nút này nè. Ok chưa? Đó, xem lại ha. Nút back ha. Rồi, đây là cái câu thao tác thì như thầy nói những video trước á, cái phần mềm Blast nó không còn hỗ trợ nữa. Thì đối với những câu này các bạn hãy nhấn vào đây để xem hướng dẫn và đi thi mình làm đúng hướng dẫn này thôi nha. Rồi. Nó hỏi gì nè, bạn hãy đính kèm tập tin report vào email. Chú ý bạn không cần phải gửi email này. Như vậy khi đi thi trên màn hình này nó có cái bức thư và mình nhấn vào cái biểu tượng kẹp giấy đó, nè, attach nè, đúng không? Đó, trên màn hình này nó có cái nút attach kèm file đó ha, rồi mình chọn cái file này vô ha, đó, nhấn attach nè. Đây ghi rõ nè ha, nhấn chuột vào insert nè, lựa chọn cái report đúng không? Cái file này rồi nhấn attach. Nha, tụi con nhớ làm y chang vậy nha. Có nghĩa là phần mềm đi thi nó không bị lỗi nha, còn cái phần mềm luyện thì nó bị lỗi cái lát này thôi, cho nên là mình đọc để mình biết cái cách làm rồi sau đó mình nhấn bỏ qua. Ok chưa? Rồi, câu số 14. Theo bạn, khi nào thì việc gửi một email tốt hơn gửi một tin nhắn ngắn? Rồi, gửi email thì nội dung nhiều nè, kèm file nè, còn tin nhắn ngắn thì nội dung nó ngắn gọn thôi. Rồi, bạn muốn giới thiệu bản thân cho một bài thuyết trình 10 phút về kỳ nghỉ của bạn, cái này có thể đúng ha. Bạn cần gửi một báo cáo tới giáo viên cũng có thể đúng luôn. Bạn cần phải tạo danh sách cầu thủ, hình số điện thoại, email đúng không? Tạo danh sách thì mình dùng cái phần mềm Excel rồi. Bạn muốn hỏi một câu hỏi và muốn được là loại trừ ra nha. Các bạn loại trừ ra nha. Đó, đọc cái mình làm trắc nghiệm là mình phải loại trừ nha. Đó, đây khi bạn muốn gửi những tin nhắn dài ha và có kèm cái tập tin đúng không? Đó, cho nên là dùng email này khi bạn muốn gửi tin nhắn dài có đính kèm tập tin. Ok chưa? Đó, rồi. Gửi một báo cáo tới giáo viên đúng không? Tớ nghĩ là đính kèm đó ha. Đó, bạn muốn giới thiệu bản thân. Ok chưa? Mình bạn muốn giới thiệu cho bạn của bạn một bài thuyết trình 10 phút về kỳ nghỉ ha của bạn. Đó. Cả hai cái này đều có thể ha, nhưng mà đây là mình gửi báo cáo tới giáo viên thì mình kèm file đó nha. Rồi, bạn hãy cho biết những thông tin gì bạn có thể đăng trực tuyến. À, mình đăng trực tuyến là nó không ảnh hưởng đến thông tin cá nhân là được nha. Cái nào cá nhân là mình đừng có đăng.
Rồi đây bộ phim yêu thích nha. Bộ phim yêu thích, quyển sách yêu thích, bài hát yêu thích, ok. Rồi theo bạn điều nào sau đây là một ví dụ về việc vi phạm bản quyền nha, vi phạm bản quyền đăng tải mà bạn công cụ online bạn đã tạo ra, trích dẫn nghiên cứu tải bộ phim bạn đã mua, chia sẻ các ca khúc của nhạc sĩ bạn yêu thích với bạn bè. Rồi như vậy bản quyền, vi phạm bản quyền là mình lấy của người khác á, ha. Đó là khi bạn sử dụng tác phẩm của một ai đó mà không có sự cho phép, ha, là bạn vi phạm luật bản quyền. Nếu người đó đã bị mất tiền vì bạn đã sao chép, ha, đó là bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ví dụ bạn trả tiền để tải một bản nhạc, đúng không? Sau đó bạn có thể là sao chép để chia sẻ với bạn bè, đúng chưa? Chia sẻ ca khúc của nhạc sĩ thích với bạn bè, đó thì mình chọn, ha, loại trừ ra vi phạm bản quyền nhé. Rồi câu 17 nè, nếu bạn nhận được một yêu cầu kết bạn từ một người mà bạn không quen biết trên Facebook, mà nên làm gì, đúng không? Thì ở cái độ tuổi tụi con á, là còn nhỏ cho nên là mình từ chối ha, yêu cầu, được chưa? Đó thì bạn nên từ chối, còn sau này tụi con lớn hơn trưởng thành thì mình sẽ xem người đó có đàng hoàng hay không thì mình mới kết bạn hay là không kết bạn nha. Còn đây là học sinh tiểu học mà, xem còn nhỏ thì người lạ là từ chối ha. Câu 18, bạn muốn tìm kiếm thông tin về những con đường đi bộ hiking ở Utah, làm sao để đảm bảo rằng việc tìm kiếm trả về chính xác? Muốn chính xác thì đặt trong dấu nháy kép, nhớ chưa? Đó ha, nháy kép này, đó ký tự đại diện. Bạn ấy cho biết toán tử nào dưới đây sử dụng như là ký tự đại diện này, dấu sao nha, đó và này, đúng không? Đó và rồi trừ ha, cộng ha. Đấy, đây là các cái kỹ thuật tìm kiếm ha. Rồi đây là câu sắp xếp nè, bạn hãy sắp xếp mỗi mục đúng với từng định nghĩa của nó ha, kéo thả mỗi mục vào hộp bên cạnh chứa định nghĩa tương ứng. Rồi đây là cái giải thích và cái từ khóa kế bên ha, cái nó có cái dấu này là con kéo qua đây ha. Tất cả các trang web trên mạng internet đó, thì đấy là web web. Nếu mà câu nào tụi con không chắc thì tụi con cứ làm câu nào biết làm trước nha, loại trừ ra. Truyền thông từ một trang web về ổ cứng của bạn, truyền thông tin có nghĩa là tải về đấy ha, download. Rồi một địa chỉ dẫn tới thông tin trên trang web ha, địa chỉ ha, URL ha, một ngôn ngữ để sử dụng tạo ra trang web. Đó đây cái này tụi con có thể là chụp hình lại nha. Đó. Bạn nào mà thấy nhanh thì cứ dừng video lại để ghi chép ha, cho nhớ bài. Bạn hãy cho biết nút nào trên trình duyệt cho phép bạn đánh dấu một trang web. Rồi đây nút home nè, nút favorite nè, nút dừng nè, nút back nè, đó đánh dấu là nút này nè các bạn, nút dấu sao nè, favorite ha, hoặc là bookmark đây này, thấy chưa, nút ngôi sao. Bạn có một chiếc máy tính bảng kiểu kết nối không dây nào bạn sẽ sử dụng để kết nối máy tính vào mạng internet? Đây đây có một số cái kiểu ha. Kiểu kết nối không dây nào thì đó, kết nối máy tính, để kết nối internet thì là wifi, đúng không? Đấy đây là mạng di động nè, đây là dây mạng nè, bluetooth nè, đó ok ha, wifi, được chưa? Bạn hãy cho biết máy chủ nào có chức năng chuyển đổi tên một trang web thành địa chỉ IP. Rồi cái này là tụi con thuộc thôi, nó khái niệm nha. DNS ha. Khi trang web mà bạn truy cập hiển thị lỗi 404, điều đó nghĩa là gì? Chọn 2. Trang web tạm thời không truy cập được, không có kết nối, trang web không tồn tại. Rồi, cái lỗi 404 là mình vô cái trang web á, mà không tồn tại hoặc là tạm thời nó không truy cập được đó ha. Cái đường dẫn nó bị sai đó. Bạn hãy cho biết tùy chọn nào dưới đây không phải là hình thức giao tiếp thời gian thực. Thực tức là phải diễn ra
tức thời nhá, còn cái có thời gian trì hoãn thì đó không phải là thời gian thực, ok không? Rồi đây ha, đáp án là email, ok chưa? Thì email mình gửi thì phải chờ đợi chứ không phải là nó tới liền nha. Phần mềm mã nguồn mở là gì? Phần mềm mã nguồn mở là chúng ta được sử dụng miễn phí ha, và chúng ta có thể chỉnh sửa nó ha. Chỉnh sửa mã nguồn. Đúng rồi ha, cho phép chỉnh sửa đấy. Theo bạn, nếu bạn làm việc với máy tính trong một thời gian dài bạn làm gì? Rồi, chúng ta nên nghỉ ha. Giải lao 5 phút sau mỗi giờ làm việc ha, đó là công thái học đó, cho đảm bảo sức khỏe của mình. Bạn hãy thực hiện thao tác tìm kiếm post nhưng loại bỏ các kết quả tìm kiếm là search post. Tìm cái này nhưng loại trừ cái này, đúng không? Đây là câu hỏi tìm kiếm trên Google đó ha, nó bị lỗi last thì các tụi con xem đây. Như vậy là mình tìm, mình đánh cái từ khóa post mình trừ cho cái này ha, trừ xác nha, tức là tìm cái chữ này nhưng mà loại trừ chữ này nha, nhớ chưa? Làm y chang vậy là đúng ha. Tức là trên trình duyệt nó sẽ có cái thanh search, mình gõ đúng cái chỗ này vô này xong enter là xong nha. Bỏ qua câu đó bị lỗi ha. Rồi. Câu 29 nè, bạn hãy cho biết bạn có thể tìm thấy tùy chọn cho phép thay đổi trang chủ của trình duyệt ở đâu? Thay đổi tùy chọn trang chủ ha, là mình vô cái setting á, vô cài đặt ha, để mình điều chỉnh nha. Rồi, login là cài thêm chương trình, bookmark là đánh dấu trang yêu thích home trang chủ ha, còn cài đặt là vô setting nha. Cho tải lại cái. Rồi, câu 30 nè. Nó tải chậm á, mình làm lại nha. Rồi, bạn muốn tìm kiếm các bài thuyết trình PowerPoint về Eagle kiểu tập tin nào trong một tìm kiếm Google? PowerPoint thì cái đuôi nó là PPT nha. Đây là PDF nè, file Word nè ha. Rồi. File last nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn tất được 30 câu ha. Rồi thì tụi con nhớ là ôn cho kỹ nha. Đó. Ở nhà ôn cho kỹ vào ha. Rồi chúng ta sẽ đi thi thật là tốt thôi ha. Rồi về để mua bản quyền thì nói ba mẹ liên hệ với thầy Long, thầy sẽ mua, thầy tạo sẵn tài khoản cho, thầy gửi cho tụi con dùng ôn ở nhà được luôn nha. Rồi nếu bạn nào muốn chấm điểm thì nhấn hoàn tất ha, còn bạn nào muốn lưu lại thì nhấn save. Được chưa? Rồi, chúc tụi con ôn kỹ và thi thật là tốt nha. Rồi bạn nào muốn tham gia khóa học nè, phụ huynh nào muốn đăng ký cho con học hay là đăng ký thi á, thì phụ huynh vào trang web của trung tâm là anquocviet.edu.vn nè. Vào tin học nè, tin học quốc tế và mình chọn là tin học IC3 Spark ha. Thì trong đây có đủ thông tin hết cho phụ huynh cũng như học sinh xem nhé. Rồi sau đó chúng ta liên lạc với trung tâm nhé. Rồi thầy sẽ dừng video đây nha. Chúc tụi con ôn kỹ và thi tốt nha. Rồi xin chào tất cả nha.